Tèo 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 tèo. Minions have spawned. Các bạn chơi game để làm gì? Các bạn chơi game chủ yếu là lấy thú vui. Mình chơi game mình vừa lấy thú vui, mình vừa kiếm tiền. Đó, chơi game ai mục đích chính của cái chơi game đều là giải trí. Giải trí thôi. Hiểu không? Mình chửi, mình rủa, mình chửi óc chó, chứ này nọ chứ này cũng gọi là sủa sủa chém gió chơi thôi chứ chẳng ác cái gì hết. Nếu anh thua cái game nó cũng đéo ảnh hưởng gì tới mình. Mới nói thiệt. Bà con mẹ mày. Kém nó con chim của bố. Ai mượn mày phụ? Ai mượn mày phụ? Mất con chim luôn. Súc vật. Surima. Anh con rết này có vẻ chua đó. Giận hơn nhau đôi chúng ta. Từng phải nói chia tay mà. Tính ra con này đi rừng cũng dễ. Không đến nỗi gọi là khó khăn lắm. Đây, đứng trực thằng gì. Trời ơi, mày tưởng tao là ai? Trời ơi, mặt lắm đó, đừng có đùa. Ôi 3-0 rồi, ôi win rồi. Ờ, trận này win rồi. Đừng có đùa nha. Hơi bực ghê đó. Đừng có giỡn mặt. Ôi chuối 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 chuối. Chuối kìa.
Đẹp. Tao giả bộ thôi, tao giả bộ thôi. Mày không bắn được tao đâu. Mày không bắn được tao đâu. À! Rồi cuối cùng thằng Talon không ăn được ai rồi, chết luôn. Ôi chưa chết, chưa chết. Giết nó, giết nó. Ờ, được rồi. Trời ơi, tôi giả bộ, tôi ăn cái W. Mấy ông phải biết tạo tình huống hài hước trên stream. Giả bộ nói vậy chứ đưa mặt vô cái W cho nó bắn chết đó. Cho nó có cái gọi là có tình huống hài hước cho anh em xem. Giả bộ thôi, mấy ông biết cái tâm lý streamer gì cả. Nó thực ra là ngu thiệt. Ủa? Ủa cái chiêu gì mà sao mình e lấy siêu mình lại đánh nhanh hơn ta? À khi có 3 binh sĩ cát trở lên là nhận được thêm 40% tốc độ đánh. À biết rồi. Hiểu, vậy là mắc W là đúng rồi. Giờ mới biết cái nội tại này nha, chơi Azir bấy lâu này. Giờ mới biết cái nội tại này. À mới làm lại á, à hóa ra mình không ngu đến nỗi ngu lắm. Hầu boss nát trụ rồi. Có lên làm quả insect không ta? Ôi Morgana sao lên tới giờ này. Sao mình tốc biến lên mình đánh chi trời, phiêu ra nó ăn được mà. Ngựa chi trời, ngựa chi trời rồi luôn. Hai
Ai Fiora ghê đấy, được. Trình độ Fiora cũng cỡ mình á. Nhưng mà cỡ này cỡ mình, nhưng mà cái pha đứng lại đấy là ngu rồi. Không, cố tình tốc biến lên chết thấy không? Đệt mở nó có. Ê thôi anh ơi. Rồi. Ừ nhảy chạy đi mày anh ơi, chạy đi. Woo. Họ Azi được búp nhiều nhỉ. Hay lắm. Chết mẹ đây, cúng cho nó có đồng đam rồi. Rồi luôn. Giết nó. Nhảy lên. Yeah, hay. Mới tỏ để mới xa ra là nhỏ thôi. Đùa mày. Power of the sun lives in Shireen. Yeah.
Thông 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 banh sát hết. Trời ơi. Phải gọi là voi đói hay voi đói, còn gì để nói đâu. Quá ghê. Có phải Asia là không đi đường được. Thông sứ giả thấy thương luôn nè. Ủa giờ bê về hết được chạy nhanh rồi. Azir bây giờ cái lính cát sọt đâu với ta? Được búp à? Đẹp thằng Talon. Ơ đồ mà anh ngoảnh mặt anh đi. Anh kiểu là anh đi mà không tiếc nuối gì luôn. What? Anh Talon, anh người đi ngang đời tôi. Người đi ngang đời tôi luôn. Hai thằng kích heo đấy, đệ tử tao. We are made
Tao dạy bọn nó chơi lâu lờ mà. Đã số là phải số cho game à. Để gì mà chạy rồi, thẳng sứ giả chơi vậy. Giết nó kìa nè. Ừ thì đó rồi. Vô nghịch ngu chơi, nghịch ngu thành công. Tao thích. Tao win, tao có quyền múa. Ok. Quăng game chơi cho bọn mày săn được không? Chơi cho vui được không? Sổ lại anh. Mình win là mình mới có quyền phải sổ. Dễ luôn. Chết. Chơi game chọc tức đối thủ chơi. Siêu lịn, siêu lịn, siêu lịn, siêu lịn, siêu lịn, siêu lịn không? Cho mày có ulti luôn này. Ghét. Anh ơi. Chậu bắn nó chậu. Piu. Ôi chậu chưa kịp bắn nữa. Gì đây cha? Nào, thích thì vơi vào đây. Vào
Ôi đẩy không được rồi. Thằng gì đấy? Thằng gì nó đang nó quy nó né, đẩy không được. Bán này đi đủ tiền không? Đủ nè. Mua nó cho nó máu lửa. Sọc cho nó thấm. Chứ ra ghê vậy ta. Ghê chứ. Để lên đầu hồ cát đó. Con này toàn lao vô mà cầm sách chiêu hồn thế nào cũng mất hết số. Đã ăn cái bùa xanh cái. Giờ này tính ra mẹ. Tính ra con này giờ mạnh vãi lìn. Được búp quá vậy. Chống không? Xỏ từng thằng. Anh ơi! Anh ơi, được rồi anh ơi! Ba mẹ anh đừng có tốc biến đi là em có mẹ ulti em đẩy anh ra. Em chọc chết mọ anh rồi chứ anh đùa với ai đấy, em hả? Sắp có ulti rồi. Má. Nó chạy nhanh như thú vậy. Anh ơi, người yêu cũ mời đi đám cưới thì nói thì sao anh? Lên hát bài vợ người ta liền. Thiệt chứ, đi làm cách nào là làm đi mà vay mượn những cái thứ gì, mượn những cái thứ gì gọi là đắt tiền nhất của bạn bè anh em, cô dì chú bác vậy đấy. Đi không đi xe hơi thì cũng phải ít nhất mà có tay ga SH. Không thì mẹ gọi là thể thao một tí thì phải adcenter các kiểu. Dắt thêm nhỏ bạn thân nào hay bạn cùng lớp gì á, đứa nào đẹp nhất lớp vào rủ mày đi giùm tao một bữa thôi. Thì anh đãi cho anh thì cho nó tức chơi chứ. Ra vẻ tao không cần mày, không có mày tao vẫn kiếm được mẹ nhiều tiền, tao vẫn mẹ có xe xịn đi, tao vẫn có người yêu ngon hơn mày, kiểu vậy. Người yêu cũ là con trai hả? À? Tôi con trai thì làm ngược lại. Thế thôi. Thằng quần què gì đâu mà mày ra đây. Mày ra đi nhẹ các coi. Ra đây. Anh đang đợi mày đây. Ra đây.
Mình mày, ra đây. Ra, 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 ra. Mày, ra, ra. Chích cho cái gươm ra đây. Ủa, vô trong tới trong nhà người ta luôn kìa. Hậu báo không? Mẹ nó AFK chọc đến mất máu. Ôi ôi, chọn nó được hai cái. Nó xả lại cái cũng gần chết. Súc. Rồi, tỉnh dậy đập nhà. Bắp. Bắp. Rồi, thôi, bắn súng nha. Ơi. Bắn súng. Đói quá. Bây giờ này